Cầm thú không có giáo dục luân thường đạo đức. Người khác với cầm thú chính là đã tiếp thu nền giáo dục luân thường đạo đức. Ngày nay giáo dục luân thường đạo đức của con người không còn nữa. Hành vi con người có lúc còn tệ hơn cầm thú. Mấy năm trước, khi tôi ở thôn quê, có một con chim chết trong vườn. Thầy Ngộ Khiêm đem nó chôn trong vườn. Thấy một con chim khác, có thể là bạn đời của nó, không ngừng đi quanh ở nơi chỗ chôn con chim đó. Đi rất chậm, đi quanh đó suốt 3 ngày. Chúng tôi cảm động chảy nước mắt. Con chim này rất có nhân có nghĩa. Người bây giờ không được như nó. Chúng ta kính trọng nó. Thật hiếm có, 3 ngày 3 đêm đi quanh chỗ đó. Có người đến gần nó cũng không bay. Con chim này, nó làm sao hiểu được luân lý đạo đức? Người học Phật chúng ta biết được, con chim này trong quá khứ là người có học. Thời gian dài huân tập tiếp thu luân lý đạo đức, nên trong A-lại gia có chủng tử. Tuy đầu thai trong súc sanh, nhưng vẫn còn biểu hiện này. Vì sao con người bây giờ không còn nữa? Con người đã bị danh lợi làm mê muội, nên chỉ biết tranh danh đoạt lợi, hoàn toàn trái ngược với bản tánh vốn thiện. Đây là điều bi ai của xã hội ngày nay. Ай, ты не попадаешь. Я не знаю. Я не знаю, я буду тут.
Vanno il popolo medio, il tuo bestemmio. Ma non lo so, fino a poco. Questo esercizio è un attimo, no? Questo è strano.你也动啊，这也不醉啊，今天呢，我起来了，要几个门？奶奶去搞那个六婆了。